phát huy truyền thống tương thân tương ái, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã có những dấu ấn đáng tự hào. Các phong trào, các cuộc vận động của hội đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hội đã phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động nhân đạo từ thiện trong cộng đồng, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, gắn bó với đối tượng địa bàn, ứng phó nhanh nhạy kịp thời với các tình huống trong công tác nhân đạo. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, sợi chỉ đỏ kết nối trong các hoạt động nhân đạo, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái hiện có 19 đơn vị trực thuộc, gồm 9 hội chữ thập đỏ huyện, thị xã, thành phố và 10 hội chữ thập đỏ trực thuộc, với tổng số 225 hội cơ sở, thu hút trên 58.000 hội viên, 5.277 tình nguyện viên và trên 114.300 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã hoàn thành, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra. Tổng trị giá các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ đạt trên 114 tỷ đồng. Các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần quyết tâm, đổi mới với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các phong trào, các cuộc vận động của hội được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Các cấp hội đã có những bước phát triển về hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Tổng giá trị các lĩnh vực hoạt động của hội đạt trên 114 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 240.000 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng, tăng 57% trị giá hoạt động so với nhiệm kỳ trước. Đạt được những kết quả đó, trước tiên là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết với phong trào của đội ngũ cán bộ hội các cấp, sự ủng hộ của đông đảo hội viên và lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương nhiệt tình, tâm huyết, cống hiến của cán bộ hội viên trong hoạt động nhân đạo, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, sẻ chia. Kết quả này cũng góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong công tác nhân đạo tại địa phương và là điểm tựa quan trọng để Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực chất, chuyên nghiệp, có sức thu hút, lan tỏa sâu rộng, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động từ thiện nhân đạo, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong 5 năm qua, công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo được các cấp hội trong tỉnh triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đây cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tổ chức hội. Tổng trị giá hoạt động công tác xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 82 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 148.500 lượt người, tăng 19 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Nổi bật là cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Từ cuộc vận động này, các cấp hội đã kêu gọi vận động cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân trợ giúp được trên 3.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng. Hội chữ thập đỏ trực tiếp trợ giúp và giới thiệu cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, trợ giúp thường xuyên hàng tháng cho 55% địa chỉ nhân đạo, từ đó góp phần thắp sáng ngọn lửa, tình yêu thương, lòng nhân ái giữa con người với con người đối với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Em Nguyễn Hà My ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là một trong số rất nhiều địa chỉ nhân đạo được tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ thông qua cuộc vận động. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Không may mắn mồ côi, cả cha và mẹ từ nhỏ, hai chị em My phải sống cùng bà ngoại, nay đã già yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Nhờ sự kết nối của tổ chức Hội chữ thập đỏ các cấp, từ năm 2018 đến nay, My đã được các nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ tiền mặt cũng như các thực phẩm thiết yếu vào mỗi dịp lễ Tết.
Đây cũng là động lực giúp hai chị em My nỗ lực vươn lên, vững bước trên con đường đến trường. Từ khi mà Hội Chữ Thập Đỏ biết đến bọn cháu thì đã giúp đỡ bọn cháu rất nhiều, học trong học tập và trong cuộc sống, giúp đỡ bọn cháu về vật chất và cả tinh thần ạ, để cho bọn cháu đi học, đến trường. Cháu rất là biết ơn Hội Chữ Thập Đỏ, những nhà thiện nguyện đã giúp đỡ chị em cháu trong thời gian vừa qua, và cháu sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong tương lai. Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động tặng trên 72.500 xuất quà với tổng trị giá gần 36 tỷ đồng. Bên cạnh việc tặng tiền mặt và lương thực thực phẩm, mỗi năm các cấp hội còn tặng hàng chục nghìn bộ quần áo rách, chăn ấm cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Qua đó đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam từ vùng thấp cho đến vùng cao của tỉnh được vui xuân đón Tết đầm ấm, vui tươi. Bên cạnh đó, thông qua các dự án chương trình Ngân hàng bò, xây nhà chữ thập đỏ, các cấp hội đã vận động xây dựng được 146 ngôi nhà chữ thập đỏ, trao trên 460 con bò giống sinh sản, đồng thời phối hợp làm đường giao thông nông thôn, đường điện chiếu sáng nông thôn, hệ thống nước sạch, xây dựng điểm trường học vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với tổng kinh phí trên 15,5 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương đóng góp. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, hoạt động tháng nhân đạo được các cấp hội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa sâu rộng, đã trở thành điểm nhấn của phong trào chữ thập đỏ. Tiêu biểu phải kể đến các hoạt động như chợ nhân đạo, gian hàng chữ thập đỏ, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, thăm và tặng quà hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị đạt 6,7 tỷ đồng. Cũng trong 5 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã trao tặng 174 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, đồng thời tích cực vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Nhân Đạo tỉnh Yên Bái. Yên Bái là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại thiên tai hỏa hoạn gây tổn thất nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Cao điểm phải kể đến trận lũ quét lịch sử và cơn bão số 3 xảy ra tại hầu hết các huyện thị trong tỉnh các năm 2017-2018. Trước thực tế đó, các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai trong nhiệm kỳ qua được Hội Chữ Thập Đỏ các cấp triển khai nhanh nhạy kịp thời với tổng giá trị hoạt động trong nhiệm kỳ đạt 19 tỷ đồng. Trợ giúp cho trên 33.800 lượt người dân, tăng trên 14 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Hàng năm, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và ứng phó thảm họa cho người dân tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, xây dựng địa bàn, điểm cộng đồng an toàn, tổ chức tập huấn cho trên 600 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã cấp 250 thùng hàng gia đình, trích quỹ hội vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên giúp đỡ về ngày công, vật liệu, kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ, sạt lở đất, nạn nhân đuối nước, hỏa hoạn. Cho đến hôm nay, bà Phạm Thị Thường ở thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên vẫn không giấu được sự xúc động khi được Hội Chữ Thập Đỏ các cấp cũng như các tổ chức xã hội quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời. Gia đình bà không may bị chập điện dẫn đến cháy nhà trong đêm. Gian nhà gỗ 3 gian, bếp, chuồng lợn, gà và toàn bộ vật dụng trong gia đình bỗng chốc bị thiêu rụi với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng. Nhờ sự kết nối kêu gọi giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, đến nay gia đình bà đã có nguồn kinh phí hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này sẽ giúp gia đình bà Thường xây dựng được căn nhà mới kiên cố, khang trang hơn để yên tâm lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Gia đình tôi thì cũng không may mà bị xảy ra hỏa hoạn, nó chập điện cháy hết nhà cửa rồi đồ dùng các thứ. Trong nhà là không còn cái gì cả, chỉ chạy được mẹ con ra để cứu những người. Thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban nhân dân, các cấp chính quyền, Hội Chữ Thập Đỏ của huyện, của tỉnh nhất là cũng về quan tâm đến này, cũng có của ít lòng nhiều.
thì cũng chia sẻ với mẹ con tôi để cho nó chóng hồi phục lại về kinh tế, để làm lại gian cửa gian nhà để ở đây là để ổn định lại sản xuất trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt từ năm 2020, cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và sức khỏe người dân. Chung tay cùng cả nước chống dịch, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai đa dạng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như tăng cường truyền thông, vận động và cấp phát miễn phí khẩu trang, bánh xà phòng, dung dịch rửa tay cùng hàng nghìn bộ quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn cho người dân. Tổng trị giá công tác huy động phòng chống dịch COVID-19 đạt trên 3,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động sơ cấp cứu ban đầu luôn được các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 77 điểm sơ cấp cứu với 163 tình nguyện viên, 4 đội xe ôm chữ thập đỏ. Chỉ trong vòng 5 năm qua, đã có trên 1.200 người bị tai nạn giao thông được sơ cứu kịp thời, đồng thời vận chuyển miễn phí, hỗ trợ người bệnh không may bị tai nạn đến các cơ sở y tế. Trong quá trình tôi đi có va chạm với giao thông ở trên đường đi thì về chỗ chốt sơ cứu này thì cũng rất được thấy được cái chốt sơ cứu này gọi số điện thoại cũng có người ra trực tiếp và giúp đỡ chúng tôi khi chúng tôi xảy ra va chạm giao thông, thì tôi thấy cảm thấy rất là hài lòng về cái chốt sơ cứu tai nạn giao thông ở tại địa bàn. Đây là cái tấm lòng nhiệt tình, tâm huyết của các tình nguyện viên trong cái đội của tôi, thì khi xảy ra tai nạn không quản gì đêm hôm, không quản gì thời tiết nắng mưa, mà thấy tai nạn xảy ra anh em đều là đồng lòng đủ sức để mà ra để mà cùng cứu chữa nạn nhân, và anh em tôi động viên nhau và là để làm nào để mang đi chất là cái ý nghĩa và nhân văn và cái tình cảm để mà giữ người bị tai nạn với tình nguyện viên mà có một tình cảm rất là sâu sắc. Năm năm qua, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, triển khai phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời phối hợp tổ chức thành công nhiều đợt tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như lễ hội Xuân Hồng, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, chiến dịch những giọt máu hồng hè, hành trình đỏ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ 2016 đến 2021, toàn tỉnh đã thu hút gần 37.000 người tham gia tuyên truyền vận động và đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 22.800 đơn vị máu, tăng trên 13.100 đơn vị máu so với nhiệm kỳ trước. 100% xã phường thị trấn thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã phường thị trấn và câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Duy trì hiệu quả 22 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện cùng nhiều mô hình tiêu biểu về vận động và tổ chức hiến máu. Nhờ đó, phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương, góp phần làm thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, để sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Khi về công tác ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, thì tôi có được lãnh đạo cử đi tham dự những buổi tập huấn về hiến máu, sau đó tham gia những buổi tổ chức hiến máu. Thì từ đó tôi đã có nhận thức và đã có cái mong muốn được hiến máu tình nguyện. Và mỗi một lần hiến máu tình nguyện, khi mình cho đi giọt máu của mình, thì tôi biết rằng là sẽ có một người bệnh nào đó sẽ được cứu cho họ qua được cơn nguy kịch. Vì vậy, với một nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, thì tôi luôn luôn sẵn sàng hiến máu để cứu giúp cho bệnh nhân. Đối với huyện Văn Chấn thì bản thân chúng tôi cũng xác định cái việc hiến máu nhân đạo là việc làm rất ý nghĩa nhân đạo, và do đó là trong năm tới thì đội tiếp tục tuyên truyền vận động trong đối với các ban ngành của huyện cũng như là chỉ đạo đến các xã để tuyên truyền trong nhân dân để nắm được cái việc tiếp tục hưởng tham gia các kế hoạch của năm tiếp theo. Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, cờ thi đua đơn vị xuất sắc của 11 khối giao ước thi đua của tỉnh năm 2017, cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 3 năm liên tục 2016-2018, cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020, cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 3 năm liên tục 2019-2021,
cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đó cũng là minh chứng rõ nét nhất góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong công tác từ thiện nhân đạo ở địa phương và là điểm tựa quan trọng để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực chất, chuyên nghiệp, có sức thu hút, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trong những năm qua, tỉnh ủy đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ các cấp phát huy vai trò trong triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đạt kết quả tích cực. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện và thực hiện các phong trào, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới theo định hướng của Trung ương và của tỉnh ủy, nhất là tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. Thứ hai là nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân với Hội Chữ thập đỏ các cấp để nhằm huy động hiệu quả các cái nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Thứ ba là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh theo hướng năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm vận động để ủng hộ, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức hội, nhất là cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ là một địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm gửi gắm lòng tin, ủng hộ, đóng góp cho các hoạt động nhân đạo. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được trong công tác từ thiện nhân đạo nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề vững chắc để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Với tinh thần đổi mới vì sự phát triển bền vững, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.